Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món mì hấu hẳn cu ca mọi người, với trứng gà mọi người, nước uống với trà đá mọi người. Đây mọi người, mì hấu hẳn cu ca mọi người, với cái trứng gà, mì trứng mọi người, ly trà đá mọi người. Muỗng rồi, đổ rồi, nắp dùng rồi, mời mọi người dùng ăn nha mọi người. Chán. Ốc nước mì canh nó vừa ăn nước vừa ăn. Để dùng cái nắp dùng cái lò ăn đã không nhỉ? Khúc cái giọt đã. Ngon mọi người. Nấu canh nước vừa ăn rồi, ăn ngon rồi. Rất ngon rồi. Cái tô này dễ canh luôn nè, canh ngay cái đâu có cái đàn nữa, canh vừa cái đàn đó, nước ăn vừa luôn nè, ngon. Trứng như lòng đào mà là tôi thích ăn nha, trứng lòng đào mà cái lòng trong đó đỏ mà. Này vẫn chưa chín lắm mà. Còn nghe ăn ra nghe hấp miếng nước mọi người ăn nước chứ cảm giác trứng nó thơm mọi ngon mọi người. Dạ chín 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 xíu luôn được rồi, chỉ cần trong nó còn lòng đào ăn nó cũng thơm là được rồi. Cùng lên cái luôn rồi, chà thơm luôn á, mì ngon luôn á, ăn ngon, nước vừa ăn trứng thơm luôn á, chà thơm ngon rồi, ngon luôn á. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.